đừng có thấy em nói nhiều quá rồi ghét bỏ em, thương mến em như xương nha cả nhà ơi. Tại vì hả em không nói nhiều quá, tại vì em quen với quay TikTok rồi. Quay TikTok với cái gì? Rồi em cảm ơn anh Thanh Tiêu. Để em một chút xíu nha chị ruột của em. Xin chào cả nhà ha, hôm nay thì mình trở lại thăm Tây Thi Bắc Nướng nè. Hôm nay là ngày thứ hai Tây Thi bán sau dịch ha, thì mình sẽ cùng đến thăm và trò chuyện với Tây Thi coi là tình hình suốt những tháng qua thì Tây Thi đã làm những gì và đã trải qua mùa dịch như thế nào, và tình hình kinh doanh mới trở lại đây thì như thế nào ha mọi người. Tây Thi vẫn bán ở địa chỉ là 173 Bình Thới nha mọi người, ngay góc ngã tư đường Bình Thới với lại ông Ích Khiêm đó. Ông Ích Khiêm. Dạ anh chào anh. Hello. Anh chào anh Thuận Sài Gòn Daily. Chào cả nhà của anh Thuận luôn nha. Chào cô chú và anh chị các bạn. Chị em nha. Cả nhà ơi, cả nhà thương mến em, cả nhà ghé đến ủng hộ giúp em 173G Bình Thới. Ghé ủng hộ giúp em đi. Bây giờ cái số lượng bắp, cái giá của em nó lên rất là nhiều. Là 15.000, không có nhiều mà 15.000. Em bán ở trên AppNow là giá chỉ có 12.000, coi như là em bù tiền ship cho các anh chị, coi như là sợ dịch không đến được. Em sẽ bù tiền ship cho các anh chị, coi như là một phần đó đi. Em bán tại chỗ thì giá 15, em bán đi thì bán cho AppNow đi thì giá 12.000, các anh chị đến ủng hộ giúp em nha anh chị ruột ơi. Rồi, cái gì vừa làm thì nói chuyện cho con khách đúng giờ nè. Dạ. Mong các anh chị thương mến ghé đến ủng hộ giúp em. Em cũng vẫn trong mùa dịch đó thì rất là khó khăn. Trước mùa dịch đó thì em muốn đi về quê, mà đi về quê thì em bỏ mẹ em ở trên đây thì em không có được. Nên em mới gán lên, gán ở tới giờ này. Ở tới giờ này thì không có đi về quê được nữa. Vậy là suốt 3 tháng dịch không về quê luôn. Dạ, không có đi về quê được nữa anh. Cái này là ly cho chị bán. Dạ, 2 ly à anh. Dạ. Suốt em muốn đi về qua mà đi về không có được. Nên em ở lại. Mà em ở lại cái em ở nhà cái em thấy ở nhà hoài không có làm gì ra tiền. Nên em mới đi ra đây em đi làm mua bán, em đi bán bắp lại, mà đi bán bắp bây giờ đâu có còn như hồi đó đâu. Bắp bây giờ không có lên được á, một chợ bắp như vậy là không có chỗ mà lấy bắp luôn á anh. Dạ, ta biết một chợ bắp là không có chỗ lấy bắp luôn á. Không có bắp để bán luôn. Dạ, không có bắp để bán luôn. Dầu đường, dầu thì 200.000 một can nè. Đường thì 27.000 một ký. Còn guốc thì 200.000 một ký. Còn ly thì cũng lên, bọc cũng lên, mà muỗng cũng lên. Thì em bán giá 12.000 tại chỗ thì em thấy em bán không có lời. Mà còn lỗ nó thật sự. Mà lỗ nữa anh. Nên mong cả nhà thương mến em cũng có chị qua em bán 15.000, còn về cũng có các chị hỏi tại sao mà Thi lên giá cao vậy. Rồi trong mùa dịch này rồi làm sao mà mua được nổi, lên giá cao quá. Em cũng biện minh cho em đó là tại vì trong cái số này các anh chị ở nhà và các anh chị thử mua coi các gia vị đường hay là các người thân á, hỏi sẽ biết à, cái gì nó cũng lên hết trơn á. Mong cả nhà thương mến và thông cảm cho em nha. Dạ, có linh ký không? Thấy bữa nay tròn tròn ra. Dạ. À. Dạ em có linh ký. Dạ. Dạ. Mong là các cô chú và anh chị thương mến em, dù trái bắp nó không có bao nhiêu mà lòng tấm lòng của cô chú anh chị dành đến cho em. Cái sống nhờ nước, em sống nhờ tình thương của cả nhà. Mua đến ủng hộ giúp em những trái bắp nha cả nhà ơi. Cả nhà thương mến em nha. Có đi ngang thì quẹo vô ủng hộ giúp cho Tây Thi. Em đi giờ em có nhận tiền của một anh hồi kỳ rồi em đi từ thiện đó, thì em hứa em sẽ hứa chuyến này nè em đi về quê
em sẽ làm hết cái tiền đó, rồi xong rồi em sẽ lên em bán luôn. À, anh nói rồi thôi đi về quê đi. À, anh cũng anh con quên tâm tay, xin lỗi nha, xin lỗi nhiều nha, xin lỗi tâm tay quên nha, xin lỗi nha, đừng có giận em nha chị, đừng có giận em. Dạ chị, dạ chị, để em cái nghe chị. Cái này bán lại mấy khách đông nè ha. Dạ khách đông mà chuyện qua khách đông anh. Em nói là có một anh đến gửi tiền cho em đi làm từ thiện hôm bữa đó, nên là em sẽ đi về quê, em sẽ cắt coi nhà của các cô chú ở dưới quê á. Ai á em sẽ lập tên lại, bị sập á em sẽ lập tên lại, tại vì em đều còn đang giữ, tại còn em đang chơi giữ tiền. Thì em sẽ đi về quê, thì ảnh kêu á thôi đừng có bán nữa, đi về quê đi. Cái bây giờ á thì về quê không có được nữa, thì em phải ra em bán rồi. Nếu mà ở nhà ở không hoài đâu có được đâu. Dịch thì dịch chứ cũng phải đi ra bán ăn kiếm tiền. Đặng kiếm chứ 4-5 tháng trời ở trong nhà rất là buồn lắm anh. 4 tháng trời ở trong nhà rất là buồn, rất là buồn, thật sự mà buồn luôn. Nói bữa nay bán lại mấy sao? Hả? Hôm qua nay em bán, qua nay em bán lại em rất là vui, được cả nhà ở trên TikTok với lại cả nhà các cô chú anh chị không có quên em đó, ghé đến ủng hộ giúp cho em. Có lấy ớt không cho chị ruột? Các cô chú và anh chị sẽ thương mến em, sẽ đến ủng hộ giúp cho em nè. Mong là được các anh chị thương mến em như xưa, sẽ trở lại giúp em, giúp em là tình thương của cô chú và anh chị qua những một trái bắp, hai trái bắp nghe anh chị ngược. Anh chị ở dưới quê anh chị có thể chia sẻ qua ở trên Sài Gòn giúp em nghe, quen biết ai ủng hộ giúp em nghe anh chị ơi anh chị. Cho mọi người đóng hồi nó hơi nhiều hơn để buôn bán cho nó vui vẻ. Dạ. Dạ. Thương em thân bọt bèo lên lên giữa dòng sông nghe cả nhà. Đây là thơ đó hả? Mong cô chú anh chị thương em thân bọt bèo chưa giặt lên lên giữa dòng sông nghe. Một ly đê ớt một phải không chị? Dạ. Chia sẻ ủng hộ em và chia sẻ ủng hộ giúp cho Sài Gòn Daily nha cả nhà ơi. Bà dạ chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp cho anh Sài Gòn Daily. Nướng rất là nóng luôn cả nhà, làm rất là cực, nhưng mà làm rất là cực luôn, nướng rất là nóng luôn á. Thì mong cả nhà chia sẻ và ủng hộ giúp cho em nhiều hơn qua những trái bắp nè. Tại vì trong mùa dịch này nè thì em chịu cực chịu khó đá bóng lộ rồi còn thêm bị nghiệp bán bắp nữa, mong cả nhà ủng hộ giúp em nha cả nhà. Không có ai thương hết trơn á, thì mong cả nhà thương ủng hộ em nha. Quay clip TikTok quá trời view rồi thấy sao? Dạ em ghi rất là em vui. Tự nhiên nghe TikTok luôn rồi. Em thấy rất là vui, em rất là hạnh phúc. Một ly ớt một hả chị ruột? Nhà chị ở gần đây không chị? Mai mốt ghé lại ủng hộ giúp em nghe, nếu ăn ngon ủng hộ em nghe chị. Thương em nghe chị, ủng hộ em. Của anh mấy ly vậy anh ruột? Ngày 3 ly 1 ly cay nè. Của anh mấy ly? Nghe tên giống quen dữ vậy. Dạ giống anh Dũng quá à, phải không? Trời ơi trời, bây giờ dạ, người quen ở trên TikTok đó anh. Dạ dạ 4 ly của chị 60.000 à chị ruột. Em sẽ bán ở trên app now là giá 12.000, thì mong các anh chị em sẽ bù tiền ship vô. Coi như em bán ở đây á, thì mà em nói cho anh các anh chị hiểu rằng là em bán ở đây á, em sẽ lấy lời. Thì em bán ở trên app now á, thì em sẽ lấy vốn, thì mà con cũng không có lời được bao nhiêu hết trơn á, thật sự luôn á. Dạ bán trên app now chỉ có 12.000 thôi. Ship now hả thầy? Dạ. Now ship. Dạ chị cứ đợi em chút xíu em bỏ thêm vô được không?
hả, lại lấy luôn. Nó ít quá, nó không đủ của chị nè. Được không, để em được không? Ai bán cho em nào, chỉ có 12 ngàn thôi anh Dưỡng. Những cái tiền ship á của đó thì em sẽ ship nào hay là nào ship? Nào ship. Nào ship ạ. Dạ. Khác nhau đó hả? Có ship nào nữa. Trời ơi. Rồi trước là nào phút. Để em chiếu nghe chị. Rất là nóng luôn á mọi người. Cả nhà, mong cả nhà thương mến em như xương nha cả nhà, đừng có ghét bỏ em, tội nghiệp em. À, đến ủng hộ giúp cho em. À, đừng có thấy em nói nhiều quá rồi ghét bỏ em, thương mến em như xương nha cả nhà ơi. Tại vì hả, em không nói nhiều quá, tại vì em quen với quay TikTok rồi. Quay TikTok với nhiều đúng không? Dạ. Quay TikTok mới có khách ở lại. Cả nhà thương mến em nha cả nhà, cô chú và anh chị ruột. Dạ, tại vì số phận của em đã không có thành rồi nên em làm cho nó đỡ nhớ anh ơi. Số phận của em đã không có thành cô dâu rồi, quay cho nó đừng có quay cho nó ra thành kỷ niệm, cho nó vui vẻ. Nó vui vẻ. Miễn vui là được rồi phải không em? Dạ, miễn vui là được rồi. Cái clip đầu tiên quay em. Dạ. Em cảm ơn anh Thuận thật là nhiều nha. Em cảm ơn anh Thuận đã còn thương mến em, còn nhớ đến em, đi lại quay ủng hộ giúp cho em. Em mãi mãi cảm ơn anh Thuận và nhớ ơn anh Thuận, để cho khách thương mến em và đến ủng hộ em nè. Anh Dưỡng ơi, anh Dưỡng mấy ly cho anh Dưỡng. Qua làm tiếp em ạ. À. Ủa gì đó hả? À. Gì làm tiếp em đi anh. Nè. Tiếp em rồi. Nè. Dạ của chị 60 ngàn hả chị? Em cảm ơn nha chị ruột. Nè tặng cho cũng Phải Lan nha. Hãy giờ trong chờ đợi lâu. Em cảm ơn chị. Cái nhà ơi, cái nhà đăng ký cho Sài Gòn Daily nha, kênh YouTube nha cả nhà. Cái nhà. Mắt kính nha. Dạ. À, em kính vậy hả? Dạ, em có, em có. Dạ. Nóng quá. Nóng quá. Nó nặng cái lỗ tai lắm em. Mấy chị vậy chị yêu? Mấy chị? Anh Dưỡng. Hả? Anh phụ em hả? Ừ, phụ em. Anh phụ em, anh bỏ bắp lên đây giúp em đi. Bỏ vô đâu? Bỏ lên đi nè. Em cảm ơn anh Dưỡng nhiều nha anh Dưỡng. Hot boy TikTok gặp hot girl TikTok. Hot boy TikTok gặp hot girl TikTok. Mấy ly vậy chị ruột? Một ly. Có liền chị, để em có liền, có liền. Dạ dạ chị, dạ. Thấy em hay quá, lần nào ra bán cũng có người này người kia phụ là anh không? Em không biết nữa, có duyên đó anh. Có duyên đó. Cũng giống như anh vậy nè, anh có bỏ em đâu. Không giống như anh không bao giờ anh bỏ em. Anh cảm ơn anh Thuận. Mong cả nhà cùng chung chí hướng với anh Thuận nha. Anh Thuận đó không bỏ em thì mong cả nhà đừng bỏ em. Hãy quay lại mua ủng hộ giúp bắp em như xương nha. Hôm qua tính ra mà mưa lâm râm bên phía nhà anh kìa. Dạ. Anh Thiện. Anh Thiện bà hổm á, sinh nhật vui vẻ không? Hả? Sinh nhật ở trong mùa dịch vui vẻ không? Vui. Vui không anh? Để em xíu xíu nha chị ruột. Em có bán khoai lang nướng đó nghe cả nhà, khoai lang mặt nha cả nhà. Dạ, 1 ký 70 ngàn. Cả nhà ơi, bán khoai lang mặt nha cả nhà. Cái nhà ghe đó đúng hộ em luôn nghe. Nè anh Thuận, anh Thiện lấy nữa, lấy cho anh với anh Thuận.
nè, gửi tặng tình thương bến thương, gửi tặng. Chị ơi, chị đợi em nha chị. Cho nó vui nè, tán cho nó vui vẻ, cho nó xâm tụ. Đó, cho nó nhanh lên. Dạ đúng rồi, hai trái mới được một ly chứ em đâu có bán á. Bán phải cho nó có tâm nè. Giá bắp ra bên bán mình. Dạ dạ đúng rồi, nó hơn luôn giá bắp hiện tại thì nó rất là hơn. Nó cao dữ lắm. Nếu mà trái bắp này mà em bán, nếu mà hai một trái rưỡi thì một trái là 7.000 đó anh. Ở dưới chợ bắp cả nhà. Em không có nói thêm bớt nha. Ở dưới đường Tô Hiệp, Tô Ký á, giá bắp là 7.000, 6.500, 7.000 một trái. Nắp đậy đâu thầy? Dạ. Có hết nắp rồi. Ở dưới này nè anh Dưỡng. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ ủng hộ giúp em quà. Đến ủng hộ giúp em đi mua cả nhà, cô chú anh chị. Nè anh. Ốp. Dạ 12, ớ lộn 15 ngàn à anh. 2 ly rồi. Dạ 2 ly á chị. 15 ngàn. Có liền không? Dạ có liền luôn. Nè như trái này là anh là 6.500 một trái. 6.500 một trái đó. Còn à, còn dầu đường á thì đường á thì 27 ngàn một ký. Còn dầu á thì 5 ký á, 5 lít á thì nó một can nó 200 ngàn. Cỡ hành nhiều. Dạ. Vuốt là 1 ký 200 ngàn đó. Em nói cái số lượng tiền của em đi mua cho cả nhà nghe đó. 500 ngàn. Dạ. Chưa anh, em còn vuốt nữa. Còn vuốt nữa. Hôm qua bán được hết không? Dạ hết, dạ nhanh. Em rất là vui luôn, rất là hạnh phúc luôn nè anh, bỏ vô đây nè. Em rất là hạnh phúc luôn á anh. Bán được chục bao bắp không? Dạ không. Em bán được chưa qua được 130 trái. Bây giờ bán online em phải nói là bây giờ người ta đâu biết cái app đó đâu. Người ta đâu có biết. Cái app ra tên gì? Anh đâu mà, Nam Hút mà. Cái nhà ơi, cái nhà. Em nhớ lộn. Cái sống nhờ nước, em sống nhờ tình thương. Cái nhà đến ủng hộ giúp em và chia sẻ ủng hộ em đi cả nhà. Một ly bắp chỉ có 15 ngàn tại chỗ đi. Mua trên app nào chỉ có 12 ngàn thôi nha cả nhà. Em bù tiền ship với cả nhà. Dạ có. Em bán cho app nào, nếu mà chị sợ dịch thì chị đi lại. Chị sợ dịch. Dạ địa chỉ ở đây. Dạ cô ba ở trên ấp nào, là trên ấp nào á là cô ba miền Tây. Tây Thi, cô ba miền Tây. Okay, Tây Thi, cô ba miền Tây. Dạ em cảm ơn anh. Giờ Tây Thi thành cô ba Sài Gòn rồi, ăn nói nhanh nhậu quá rồi, nói nhanh quá trời nhanh, nói gì mà quá trời. Hãy vậy không biết nói gì nữa. Mệt đâu, nhưng mà em qua hãy vậy biết không. Hãy vậy em anh quay để em nói vậy hay là bình thường em có nói gì rồi? Phải à, bình thường ở nhà em có nói gì rồi. Em chơi Mikay nữa đó. Em nói quá trời. Anh làm TikTok. Chơi cái gì với TikTok á hả? Dạ. Hôm qua bán được, nhưng bữa nay bán được là hôm qua mới. Dạ. Hôm nay tập nhiệt rồi. Chứ vậy là có thi đấu gì nữa phải không? Dạ có. Đó, thôi chị đấu đi với nhà đi. Anh không biết cái đó luôn á. Vậy đó ha anh. Ở nhà thi đấu luôn. Mà nó đu hoài theo mọi mệt. Chứ là em đâu có phanh cứng mạnh nhiều đâu, nó ba TikToker đâu mà mình đi đấu, nên trên đó chơi với người này người kia, chơi vui vui à, đấu người này đấu người kia à. Vui mà. Dạ. Vui á. Ăn khoai lang nè anh Dưỡng. Lấy gì ăn anh? Ba g
Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem clip đầu tiên cập nhật về Tây Thi đã trở lại bán nha mọi người. Mọi người tiếp tục tới ủng hộ Tây Thi ở 173G đường Bình Thới nha mọi người, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, Tây Thi chào mọi người đi. Dạ, chào cô chú, anh chị, cả nhà Sài Gòn Daily. Chúc cho cô chú, anh chị có một cái video thật là an vui và hạnh phúc và bình an thật sự nha. Chúc cho cả nhà trong mùa dịch thật là nhiều này nhiều sức khỏe. Chúc cho cô chú, anh chị ở nước ngoài có một ngày thật là an vui và luôn 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 mạnh khỏe và bình an nha. Cảm ơn. Cảm ơn em.